ta cùng vào ví dụ số 1, cho hình năng trụ ABC A phẩy B phẩy C phẩy có tất cả các cạnh bằng A và A phẩy cách đều các đỉnh ABC. Thể tích của khối năng trụ ABC A phẩy B phẩy C phẩy là bao nhiêu? Bài toán cho chúng ta bốn kết quả. Đó. Chúng ta sẽ có hình vẽ như sau. Đấy, em để ý này. Đỉnh A phẩy cách đều A BC đúng không? Thì khi đó khối chóp A phẩy ABC sẽ là khối chóp đều. Khi đó này chân đường vuông góc của khối chóp này cũng chính là chân đường vuông góc của khối năng trụ, chính là O. Với O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Mà tam giác đều rồi thì O chính là trọng tâm của tam giác. Thì em gọi M là trung điểm của BC. Ta dễ dàng tính được AM. AM là đường cao trong tam giác đều bằng A căn 3 trên 2. Từ đó rút ra AO. AO sẽ bằng 2 phần 3 AM. Thì ta sẽ tính A phẩy O dựa vào tam giác vuông A phẩy O A đúng không nào? Đấy, dấu Pythagore ta dễ dàng tìm được A phẩy O. Như vậy bài toán kết thúc. À, chúng ta sẽ trước hết chúng ta sẽ tìm này diện tích của tam giác ABC. A bình căn 3 trên 4. ABC là tam giác đều cạnh A. Tiếp tục ta sẽ có AM. AM là đường cao trong tam giác đều sẽ bằng A căn 3 trên 2. Từ đó suy ra AO. AO sẽ bằng 2 phần 3 của AM. Bằng 2 phần 3 nhân với A căn 3 trên 2 thì bằng A căn 3 trên 3. Đó. Thế ta xét cái tam giác A phẩy O A. A phẩy O A là tam giác vuông tại O. Thì ta có này, A phẩy O là cạnh góc vuông trong tam giác sẽ bằng căn bằng 2 của A phẩy bình phương trừ đi AO bình phương. Như vậy các em thay số vào A phẩy thì nó là cạnh, bài toán cho tất cả cạnh bằng A. Như vậy nó bằng A bình phương. AO bình phương bằng A căn 3, A căn 3 trên 3, tất cả bình phương thì bằng A bình phương trên 3. Đó, căn bậc 2. Như vậy tính toán cái này được A căn 3, A căn 6 trên 3. Chiều cao biết rồi, diện tích đáy biết rồi, thì ta dễ dàng tìm được thể tích VABC, A phẩy, B phẩy, C phẩy. Thể tích của khối năng trụ sẽ bằng chiều cao nhân với diện tích đáy. A phẩy O nhân với lại diện tích của tam giác ABC. Đó, bằng A căn 6 trên 3. A căn 6 trên 3 nhân với lại A bình phương căn 3 trên 4.